Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Shop Nhật Việt nha. Đấy, lại là mình đây. Đấy, hôm nay mình sẽ làm một cái video các bạn có thể tận dụng cái vỏ chuối. Đấy, tức là video về cái vỏ chuối mà khi chúng ta ăn xong chúng ta vứt vỏ chuối đi đúng không ạ? Thế nhưng thay vì vứt đi thì bảo vệ môi trường thì chúng ta có thể tận dụng cái vỏ chuối đấy để chúng ta làm cái phân, làm cái nước hữu cơ. Đấy, phân hữu cơ bón cho cây. Rất là tốt các bạn ạ, tưới cho cây rất tốt đây. Các bạn có thể quan sát cái vườn cây nhà mình. Đấy. Các bạn nghĩ xem đúng là đây ạ. Trời ơi. Cực kỳ là tốt luôn các bạn nhá. Trời ơi, thích thế. Đấy. Đấy. Các bạn có thể xem những cái quả trái cà chua. Nhìn rất là đáng yêu đúng không ạ? Đấy. Đây là dâu diếp cá các bạn nha, đây là dâu ngót nha. Đấy. Còn đây là dâu mùi các bạn nha, nó đang nhìn lên đấy ạ. Cái đây là dâu mồng tơi, trời ơi. Còn đây là dâu dền, dâu mơ, nói chung là dâu nhà mình cũng có, dâu thơm, dâu húng các bạn nha. Đấy, nếu như mà các bạn muốn chia sẻ về cái kinh nghiệm trồng cây hay là làm những cái phân bón cho cây thì các bạn có thể inbox, mình sẽ chỉ cho các bạn. Đấy, đủ các bạn nhá. Đấy, đây là trồng tầng 5 đấy ạ. Mình là phải rào vào như thế này, làm cái chắn thế này để đỡ chuột các bạn ạ. Không mà chuột nó vào nó nhảy vào nó cắn hết. Một đây. Các bạn quan sát nhá. Được chưa? Rất là nhiều loại rau luôn ạ. Đủ nhá, trái đủ to chưa các bạn? Đấy. Nhìn thấy quả đu đủ không? Đấy, đây là cái quả đu đủ đấy ạ. Rồi. Đấy, tiếp theo đây mình sẽ đi giới thiệu đi làm cái phân hữu cơ cho các bạn cùng quan sát nhé. Các bạn theo dõi video nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà có thể làm phân hữu cơ từ vỏ chuối các bạn nha. Các bạn chuẩn bị một cái hộp nhá. Đấy, các bạn chuẩn bị một cái lọ này. Đấy. Rồi sau đấy thì các bạn sẽ cắt cái vỏ chuối. Cắt vào đây. Đấy, chúng ta cắt bé ra các bạn nhá. Cắt bé ra. Rồi. Đấy, mình sẽ cắt vào đây. Quả này chuối nó cũng hỏng rồi, không ăn được. Mình sẽ cắt cả quả này vào luôn nhé. Rồi. Rồi. Sau đấy mình sẽ đi lấy nước để đổ vào các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lấy nước để đổ vào các bạn nhé. Đây ạ. Rồi các bạn nhá. Đây nhá. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đậy cái nắp vào. Đấy, chúng ta tiến hành đậy cái nắp vào các bạn nhá. Đấy, các bạn sẽ đậy cái nắp vào và chúng ta sẽ để trong 3 ngày. Đấy, sau 3 ngày thì các bạn sẽ bỏ ra và chúng ta sẽ tưới cây. Các bạn hãy cùng chờ nhá. Rồi, đây là cái thành quả sau 3 ngày các bạn nhá. Sau 3 ngày mà mình đã làm cái phân nước hữu cơ này để tưới cho cây. Đây ạ. Đấy. Đây các bạn nhá. Đấy, các bạn sẽ khuấy lên, khuấy đều lên. Mình sẽ lấy cái que. Đấy, các bạn có thể nhìn này. Mình sẽ đi rửa cái hộp này đi. Vậy mình sẽ đi rửa cái hộp đi để mình chắc cái nước nó ra các bạn nhé. Phải đều đấy. Đây.
Giờ mình khuấy lên rồi và giờ mình sẽ lọc cho các bạn xem nhá. Đây, chúng ta sẽ lọc qua đây. Đấy. Và sau đấy các bạn sẽ đi tưới cây. Tưới cây nhá. Các bạn nhìn thấy không? Đây là cái lúa mễ mạch các bạn nhá. Đấy, lúa này thì vắt nước uống rất là ngon, rất là mát và rất là chất luôn. Bây giờ mình sẽ tưới cây cho các bạn cùng xem này. Đây. Giờ mình sẽ tưới cây các bạn nhé. Tất cả các loại cây các bạn đều tưới được. Đấy, chúng ta cùng xem nhá. Đấy, mình đã tưới xong cho cây đấy. Kiểu cái cây này kiểu gì cũng sẽ ra sai quả các bạn nhá. Rồi vừa rồi mình đã có hướng dẫn cho các bạn cái cách tận dụng cái vỏ chuối để làm phân hữu cơ các bạn nhá, để tưới cho cây. Đấy, chúng ta vừa bảo vệ được môi trường lại vừa có cái phân để tưới cho cây, để cho cây tốt. Đấy. Rồi. Các bạn có thể quan sát đây ạ. Quan sát cái vườn rau nhà mình các bạn nhé. Rất là nhiều cây luôn, rất nhiều. Và mình cũng thường hay làm những cái tận dụng những cái vỏ chuối này, vỏ trứng này, vỏ hành tây này. Đấy, những cái loại mà nó thuộc cái dạng thực vật để chúng ta đều có thể tận dụng, chúng ta làm phân hữu cơ. Đấy, thay vì bỏ đi thì các bạn có thể tận dụng để chúng ta làm phân, làm nước hữu cơ này rất là tốt các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể quan sát đây là cái lúa mạch các bạn nhá. Đấy, rất nhiều loại cây luôn. Đấy. Và hôm nào cứ lên thăm cái vườn cây này, mình cảm thấy cuộc sống như kiểu là đang thì hòa mình vào với không thiên nhiên các bạn ạ. Đấy, bởi vì ở Hà Nội các bạn cũng biết rồi đấy, không khí lúc nào cũng rất là khó chịu, nhà chật chội. Đấy, khi mà các bạn bước vào một cái vườn rau, vườn cây đủ cái loại rau trái cái thế này, cực kỳ là thích đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn này. Đây ạ. Đấy, nào là đu đủ này. Cây gì mà các bạn cũng có thể trồng được nếu như các bạn có thời gian mà các bạn. Cái quan trọng là các bạn muốn trồng các bạn nhá. Đấy. Đây. Và tiếp cái video sau mình sẽ đi giới thiệu cho các bạn cái cách trồng lô hội nhá. Các bạn quan sát. Trời ơi, rất là thích đúng không ạ? Tuyệt vời luôn nhá các bạn nhá. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.